sát tầm 15-20 phút rồi. Hôm nọ gặp các anh nghỉ sớm quá. Tháng này á? Hôm nâu rồi, cũng phải được 2 tuần rồi. 2 tuần đi. Em chỉ giám sát tầm 12 phút thôi. Hai màn hình được. Nhiều màn hình nhỉ. Em thích là sao rồi vậy? Ông kia là ông nào ấy? Ô sao lại chạy? Ê, ông kia ông chạy rồi. Anh xe 29 này đúng không? Đúng rồi. Có vấn đề gì không anh? Vấn đề là kiểm tra xe thì em lại xuất trí giấy tờ. Anh có lỗi gì đâu kiểm tra. Biết đâu được các anh kiểm tra hành chính hả? Cho tốc độ Hưng Yên anh em nha. Buồn cát. Đây. Lần trước ra các anh đi nghỉ rồi. Ra quay được 10 phút thì các anh nghỉ. Hôm nay thấy ở đây. Hôm nay thằng em nó bị bắt ở bên Phi. Phi đi qua đây gặp giám sát tí 89A00412 89A00346. Ông kia chưa xem được máy đọc tốc độ mà vẫn ấy kìa, mà vẫn bị đập biên bản nhỉ. Hôm nay gần Tết rồi, các ông đi cẩn thận nhá. 17A353 95. Hai 45 chiến sĩ, hai chiến sĩ cảnh sát cơ động. Đổ. Không dây văng đảo giao thông thôi. Cái trụ tiêu này tính là đảo giao thông thôi chứ không được tính là trụ tiêu phân chia làn đường. Đã xa. Hưng Yên. Nói tốc độ à anh? Để bắt tốc độ anh. Thật gì? Em mới giám sát được 3 phút này này. Này trông xé thôi, nãy giờ 3 phút. Em giám sát tí làm sao? Không ai bảo giám sát cả. Đội mình là đội phòng hay gì? Phòng cảnh sát giao thông tỉnh à? Các anh làm việc của anh cứ làm, nhưng em giám sát theo đúng luật thì thôi anh. Thế bây giờ bọn em giám sát theo đúng luật, theo hiến pháp, theo luật công an nhân dân, theo cả luật dân sự đi. Đó đi. Vẫn em chỉ em ở em xin phép anh rất đàng hoàng thế. Từ đầu đến cuối đấy. Không phải anh sai đâu. Vâng. Chứ không phải là em ra em ở cứ em ra em cứ thế em thế này thế kia đâu. Ra xin phép anh rất đàng hoàng. Chứ không ai chỉ bảo anh thế này thế kia.
phải là giao thông Văn Vở. Những thằng Văn Vở thì đưa vào đấy. Anh có chiêu gì không anh? Em là dối anh làm gì, chữ tòa tướng này còn gì nữa. Cán bộ không, không đọc biên bản này anh, không đọc biên bản này, không đủ, chắc là máy không đúng, trong máy không đúng thì em giám sát nghe cho anh biết, cái em giám sát cho anh đi, đi đi. Với hết người vi phạm rồi. Thế rồi các anh đứng chơi rồi. Gọn vòng xe. Ồ trẻ kín lắm anh em. Nghiền, ồ trẻ kín lắm. Có ăn với cả chị Trân Vương Ân Thi nữa. Đi vào đấy nữa. Ông bạn mình đang ở đấy vừa đi bị bắt ở Ân Thi à, đi cũng lộ 39 mà không hiểu gì bị bắt ở đấy. Thật sự ông điện cho mình cũng chưa vào được. Còn cán bộ đo tốc độ ở đây nhỉ. Đây là bên ngoài này đường cao tốc, bên trong là đường ấy, đường gom nhá. Thôi các cán bộ nghỉ rồi, hết người rồi. À, chào các anh nhá, em đi đây. Hết người rồi nên chẳng giám sát được ai nữa. Các cán bộ nghỉ rồi nhá. Làm gì còn người đâu mà giám sát nhá anh em nhá. Đi vào giờ đi vào trong thị trấn Phương. Hello anh em. À, đội cảnh sát giao thông Hưng Yên. Bắn tốc độ nha anh em, bắn tốc độ rồi. Ai xa. Chèo kín lắm, chèo xe bạt kín lắm. Ai quay anh em nè. Chèo xe bạt kín lắm. Ôi xời. Ai xa. Là chơi cán bộ tí hả? Ra chơi hơn một tí nha. Đấy, ập chốt nha. Đấy, xa. Chịu. Đấy. 89-00412. Đấy, xa. Xe kỷ 5. Xe kỷ 5. Ở đây và chơi tí nào. Ngồi đây chơi tí nhá. Để lô máy nhá. Zoom lại chơi kín lắm nhá. Xem cán bộ có gì không? Ây trời ơi. Đội giao thông Hưng Yên. Ây trời ơi. Đây, đúng biển ông nọ. Xin phép anh em giám sát tí nhá. Tốc độ hả anh? Xe bác các chú các anh em giám sát đi nhá. Ok. Này tốc độ rồi. Chắc biển 60 kìa.
Không anh ơi, em đi một mình một xe, em chỉ giám sát thôi, không liên quan anh đấy. Hưng Yên, tốc độ anh em, cánh cửa mở làm gì không biết nữa. Nói tốc độ không có xe nào anh em nhé, không có xe nào luôn. Sáng nay cán bộ đuổi rồi à, bắn tốc độ ở trên kia là cái trên chân cầu kia là có tốc độ là 60 km/h đấy. Hôm nay thì cũng bọn ở muốn vào ân thi, vào ân thi thằng bạn bị bắt xe ở đấy, nghe nói đội huyện ra quốc lộ bắt, nhưng mà ra nơi thằng bạn nó đi rồi. À, nên đây tiện đường thì thấy các bác làm đây thì mình ra giám sát tí, nhưng mà các bác đuổi ghê quá, các bác đuổi có lẽ là tốc độ đuổi có tiếp thị sữa, mua nước này đấy, phục vụ đàng hoàng các bác ấy, đớm mặt lắm. Mình ra mình quay ông tiếp thị sữa ông chạy không, mình phải luôn ông ấy lỗi gì ngay, hỏi luôn lỗi gì này đấy. Cán bộ ra chỉ đường à? Đấy. Rất là quý trọng người dân, dân hỏi chỉ đường tận tình luôn đấy. Quên không lau cái kính nó hơi tối. Thật ra thì mình hôm trước mình xem bà chị ấy, bà ấy bảo là bị bắt mũ thời trang ở cái cầu Hưng Hà này, nên là đâm ra mình đến đây thử xem thế nào, nhưng mà giám sát tí thôi, chắc cán bộ không vẫy rồi, về thôi, hết người giám sát rồi. Đi vào trong ân thi tí thế nào chứ ở đây không có vẹo gì nữa nha. Hẹn một ngày trong video tiếp theo nha. Hello anh em, ân thi Hưng Yên. Vừa xong bạn mình nó bị dừng xe ở ân thi này, thì không hiểu lý do gì mà đội huyện ra quốc lộ 38 dừng xe, thì mình cũng thấy lạ đời. Thì thằng bé thì nó chuẩn rồi, còn các cán bộ thì không thấy đâu. Lâu lắm chưa được qua đơn thì cũng bị ngứa tay. Nên đây xem có cán bộ nào ở đây không nha anh em. Tốc độ giới hạn hiện tại 50 km/h. Nhà mình đâu rồi? Lần đầu tiên vào khu này, đi một vòng là đến đâu thế. Cứ trục chính ta đi, đâu lại có gương sỏ, gọi hỏi thằng bạn nó đang ở đâu mà không thấy nó đâu. Đi tắt máy quay hỏi thằng bạn nó đang ở đâu. Hello anh em, đây là thị trấn Hưng
Ân Thi, Hưng Yên. Một ngày thì đảo vài vòng ở đây nhưng mà không có gì hot, không có gì hot. Hai đồng chí này đỗ ở ngay chỗ cạnh ngã ba ngã tư thế này thì đi chỗ gì? Vào thị trấn ở Việt Nam thì thường thường cuộc sống rất là bình yên, nhẹ nhàng và giản dị, không xô bồ, không giống như thành phố. Thành phố ở Việt Nam thì rất là năng động, xô bồ và nhộn nhịp. Nhưng mà thị trấn ở Việt Nam thì lại rất nhẹ nhàng, không quá xô bồ, không quá này kia, không chạy theo đồng tiền gì đâu. Cứ đi lang thang rồi đi về. Dạo này nghe nói rất nhiều idol sắp Tết rồi chú ý đảm bảo an toàn giao thông, tránh trường hợp va chạm xảy ra. Nội thất phong thu, từ nhà mình lên đây khoảng hơn 40 km. Mà chơi với thằng bạn nốt xem thế nào. Phố Giác, Tử Đô. Đi Phố Giác hay đi Tử Đô? Đi Phố Giác nha. Mình chưa đi Phố Giác rồi. Đi Phố Giác chơi chuyện đi Phố Giác chưa một chuyến, không biết Phố Giác ở đâu luôn. Có bao giờ anh biết được Vân Thơ, trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Phố Giác, chiều biên giới. Thị trấn Ân Thi khá là bé, đi khoảng một đoạn đã hết rồi. Nó như cái thị tứ nhỏ này, nó không có lớn. Đường này không biết đi đâu, là đi thị trấn Vương. Mình sẽ đi vào đây hóng đường một chút xem có gì hot không, không có gì thì đi về chợ thì phải về số. Ân Thi, mảnh đất anh hùng. Nó sản sinh ra hào kiệt doanh nhân. Không có gì à, không có gì là không có gì. Không có gì là không có gì rồi. Quay đầu rồi. Chắc mới đầu về thôi. Sắp ra khỏi khu dân cư. Sắp ra
Bắt đầu anh nha, không chào gì rồi.